dậy đà phật a à, phật a nam mô bổn sư thích cao ni phật nam mô a di đà phật Hôm nay là ngày 17 tháng 4 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A Di Đà Phật Niệm đến cùng Học đến tập 132 Sáng nào chúng ta tu xong Cũng học tập Một câu A Di Đà Phật Niệm đến cùng này và lấy những công đoạn của đại lão hòa à thượng hải hiền để làm tấm gương chúng ta tu theo và học theo đại lão hòa à thượng hải hiền là người xác thực một câu Phật hiệu niệm đến cùng đó quý vị mà niệm 92 năm câu này những đức nhắc nhiều lần lắm chúng ta đừng bao giờ niệm dài ba năm rồi trong lòng nghĩ rằng là không có kết quả gì rồi muốn chuyển phương pháp đại lão và Thượng ngay hiền niệm 92 năm đây là làm tấm gương cho mình học theo đấy quý vị nên sáng nào chúng ta cũng học mà một câu ai là vật niệm đến cùng tấm gương đại lão và thường ấy hiền là niệm đến cùng đó. vậy thì bây giờ chúng ta cũng nên phát tâm quỳ trước phật phát tâm là cả đời của con một câu phật hiệu này niệm không thay đổi có một đoạn tôi không học qua bất cứ thứ gì chỉ niệm a di đà phật hòa thượng hải hiền 20 tuổi xuất gia sư phụ của ngài là người rất giỏi sư phụ ngài biết được đệ tử này lão thật nghe lời là thật làm cho nên dạy cho Ngài một câu ai với Đà Phật Nói với Ngài niệm niệm liên tục Thì Ngài thật sự không ngừng niệm 92 năm rồi Có người từng hỏi Hòa Thượng Hải Hiền Ngài xuất gia thế độ rồi Sư phụ không dạy gì cho Ngài hết Chỉ dạy Ngài niệm ai với Đà Phật phải không? Hòa Thượng Hải Hiền bình tĩnh đáp đại chỉ dạy niệm Phật. Chỉ dạy niệm một câu Phật hiểu quý vị. Đây gọi là biết nghe lời và thật làm. Thành tựu của Ngài quá lớn rồi. Công đoạn này nêu lên rằng Thầy của Đại Lão và Thượng ấy hiền rất giỏi. Nên nhìn được người đệ tử này là pháp khí. Nhìn được người đệ tử này thật thà biết nghe lời và chịu làm khi mình dạy. Chúng ta bây giờ thì không quán cơ được. Chỉ nêu lên những chỗ tâm đắc mình tu học có được sự an lạc. Và lấy tấm gương của người đi trước từ chư tổ sư cao tăng đại đức mà chúng ta giới thiệu pháp môn tịnh độ để cùng học tập rồi cùng phát tâm cùng tu hành hướng về thế giới cực lạc những công đoạn này nhắc nhở chúng ta tạo cho chúng ta một cái lòng tin kiên cố lắm quý vị à những đức ngày nào cũng học tập như vậy có nhiều người gặp những đức họ nói rằng T là mỗi buổi của thầy giảng nửa tiếng đồng hồ nhưng mà thầy giảng như vậy rất là chuyên Sáng nào chúng con nghe cũng là khởi thêm tính tâm Rồi chiều nghe bắt đầu là Mạnh dạng phát tâm Khởi tâm và mạnh dạng phát tâm Của hai buổi học tập Hai buổi chỉ có một tiếng đồng hồ Nó gom thâu vào một cái Quy nhất tâm một câu vật hiệu gom thâu vào một tiêu chuẩn như thôi Chứ nếu như mà những đức nói về bố thí cúng dường trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định hoặc là đi làm phước chỗ này đi làm phước chỗ kia hoặc là công đức phóng sanh hoặc là công đức này công đức nọ nói nhiều quá cuối cùng rồi chúng ta nghe một chút nó phân tư tưởng chúng ta ra hết nó không có một tiêu chuẩn nào nên cái điều những đức chia sẻ đây là những vị mà chuyên tu Nghe rồi nó thấm đòn quý vị nó cứ phát Chuyển cái tâm một môn tu đó Và quyết chí một phương hướng mà về Còn những người mà mới bước vào đạo Người mà đủ duyên họ nghe một cái là tự nhiên nắm chắc luôn Giống như Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền Gặp người thầy, người thầy chỉ niệm một câu Phật hiệu Sau này người hỏi Ngài Thầy của Hòa Thượng dạy Ngài Chỉ có một câu vật hiệu có dạy thêm gì nữa hay không? Thì Đại Lão Hòa à, Thượng Hải Hiền Ngài nói rằng là không có dạy thêm cái gì hết Chỉ có dạy một câu vật hiệu là Ngài chân thật Ngài niệm 92 năm Tìm đâu ra người đệ tử như vậy quý vị Chúng ta bây giờ niệm vài năm thôi là mình thấy hình như là Có vật hiệu mình niệm nó ngao ngán Hoặc là mình thấy nó không có kết quả Bắt đầu mình muốn chuyển phương pháp Mà chuyển giết rồi chuyển hoài luôn Cứ chuyển hoài luôn vậy đó Giống như làm một cái nghề mà làm chưa xong cái nghề này Là muốn nhìn cái nghề khác Như cái câu nói là sống nước này trong nước nọ Còn giống như đi làm công Thì ở cái nơi làm này Thì nhìn nơi làm kia Cứ là nhìn nơi làm nọ lương cao Rồi nhìn nơi làm nọ lương cao Cứ chạy hoài Mà cuối cùng cốt khỉ văn quần cốt khỉ Không bằng cái người ta ở một nơi Kiên trì như vậy Mà sau này có uy tín rồi Người ta lại tạo cho mình một cơ hội Cơ hội quan trọng phải nhớ nên người xưa nói một câu rằng cho tiền bạc con cháu người thân không bằng cho họ cơ hội đọc lịch sử có cái vị này gia đình cũng giàu có lắm tiền của có ông đem bố thí cúng giường làm những điều tốt hết thì người thân trong gia đình con cháu nói rằng tại sao không để lợi chút đỉnh tiền bạc để lại để cho con cháu thì ông nói rằng tôi chỉ để lại một phần nhỏ nào thôi chứ không có để lại hết còn số tiền lớn tôi đem đi làm điều thiện hết hoàn toàn gia đình hỏi gì sao thì ông nói rằng tôi nhìn nhận sâu sắc con cháu của mình nó nhìn từ ông bà cha mẹ Có của cải vật chất thôi Nó làm biến Nó không có siêng năng làm việc Một con người mà lười biến không siêng năng Thì dù là có của cải trong tay bằng núi Cũng là xài hết mà thôi Nó không có tồn tại gì chứ Nên tôi muốn cho con cháu của tôi biết rằng là phải có năng lực phát huy và siêng năng cần cù tiện tặng tập cho con cháu chúng tôi như vậy đây là tạo cho nó một cơ hội để lập nghiệp về sau chính nó cũng có thể dạy cho con cháu của nó ta đứng lên cũng từ hai bàn tay trắng như vậy thì gia đạo của ta từng đời mới hưng thịnh nếu như để lại của cải vật chất như vậy thì con cháu ta mỗi đời sẽ tệ hơn Vì trông vào của cải vật chất của ông bà cha mẹ Mà lười biếng lười nhát Từ nơi đó Những điều chia sẻ này quý vị để ý Phải là gia đình mình giàu có không để cho con cháu làm việc Cuối cùng dung dưỡng con cháu càng ngày càng tệ Quý vị phải nhớ rằng dù chúng ta là một người vô cùng siêng năng rất là giỏi nhưng nếu quý vị chỉ có như vậy thôi cũng chưa đủ phải được giáo dục có nhân cách đạo đức sống phải biết mình biết ta dù là có tạo được sự nghiệp có kiếm tiền được nhiều nhưng mình đừng bao giờ quá tham lam chạy theo đồng tiền mà phải nhìn xung quanh những người Cùng đang kiếm tiền với mình mà họ có kiếm được hay không Nếu như ta gom thâu hết Như vậy thì có khi mình cũng sẽ mắc mạng như chơi Nên người xưa mới nói câu là biết người biết ta Chăm chặn chăm thắng là như vậy Từ nơi đó mà một cái nền đạo đức rất là quan trọng Những đức hồi tối những đức hợp Những đức thấy chùa mình có những người rất trẻ Nên những đức nói rằng là cố gắng tập làm việc siêng năng. Cuộc đời tu này là phải đi trên con đường dài. Từ cái siêng năng phục vụ chúng sanh tăng cái phước rồi có trí huệ. Rồi các người trẻ này họ mới nhận thức được con đường Phật pháp là tốt, họ mới cố gắng họ đi cả cuộc đời của họ. Còn nếu như còn nhỏ trẻ mới vô chùa mà cấm cổ cấm đầu lo tu không à, không siêng năng làm cái gì chứ? sau này đến khi ngao ngán không tu được rồi lúc đó bước ra bên ngoài cũng không làm được cái gì ở trong chùa càng ngày càng tệ từ nơi đó mà trong chùa có công việc mình phải biết làm việc rồi mình phải trao dồi cái nhân cách đạo đức của mình nữa chứ không phải là chỉ có làm việc không quý vị phải nhớ rằng một con người siêng năng thì cái năng lực thành công đó nó chỉ cái giới hạn Chúng ta cho 50% đi Hoặc là 40 à Còn có người mà Tiếp nhận giáo dục Có nhân cách đạo đức làm người Thì khả năng thành công cao hơn Là cái người mà siêng năng càng mẫn Mà không có nhân cách đạo đức Vì có khi siêng năng càng mẫn Nhưng không có đạo đức Thì có khi mình làm giỏi Mình lại kiêu ngạo ngã mạn Và mắng chửi người khác như thì phước mình tổn hết thôi còn cái người kia tuy là ít làm nhưng mà họ có nhân cách đạo đức biết người biết ta nên được người thương yêu và họ giữ được phước nên hai cái này phải kết hợp lại con người phải siêng năng cằn mặn chịu khó có phương hướng và nghe được giáo dục nên các người trẻ trong chùa phải điều tiết cho họ họ phải biết làm việc thí dụ như các cô trẻ mười mấy tuổi phải siêng năng phục vụ đại chúng phải thương yêu các cụ già chứ không có làm việc được một chút bắt đầu là nạt nổ các cụ là mình có tội lớn lắm vì các cụ đáng tuổi ông bà cha mẹ của mình mình xa ông bà cha mẹ mình bây giờ mình được phụng dưỡng những người ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp thì làm gì ông bà cha mẹ mình mình cũng thương chúng ta thương yêu cái mà mình đang đủ duyên gặp nè biết rằng đời này ông bà cha mẹ ruột thịt của mình nhưng chỉ có cái duyên chúng ta được sanh trong một gia đình đó nhưng cuộc đời chúng ta lại sống với tất cả mọi người vậy thì mình nên nhìn nhận cái duyên mà mình đang gặp để mà mình phát tâm thương yêu giúp đỡ nhiệt tình như vậy thì nhất định là sẽ âm đức âm phước phải nhớ đó nên tất cả những người trẻ trong chùa Phải hết sức là siêng năng tinh tấn Những đức hồi tối Nói chuyện với mấy anh em bên Nam Những đức nói với một chú Những đức nói Mình phải nhìn nhận chính mình Có khi thân thể bệnh hoạn yếu đuối Nếu như mà mình mà không có duyên gặp được Phật Pháp Ngoài đời mình khổ lắm Nên tất cả những người trẻ tuổi ở khắp nơi nơi nghe công đoạn này Hoặc là ông bà cha mẹ mình nghe được Nhắc nhở con cháu mình Thân thể bệnh đau không làm được gì. Phải chuyên cần niệm Phật, phát tâm ăn chay. Đây là cách tiêu trừ nghiệp chướng. Rồi cơ thể sẽ tốt đẹp, phước báo sẽ tăng trưởng, cuộc đời có người sẽ làm được những việc mà mình muốn làm. Phải nhớ, từ cái ăn chay niệm Phật có tâm từ bi thương người. Như vậy mà nó chuyển cái nghiệp quả của mình đặc biệt lắm từ nơi đó mà ông bà cha mẹ biết được phật pháp mà dạy cho con cháu nghe được phật pháp Phong môn tịnh độ này đặc biệt lắm quý vị một con người mà có tâm từ bi biết ăn chay biết niệm phật quý vị biết rằng chừng dài ba năm thôi nếu nhiệt tình mà làm như vậy là phước báo tăng trưởng nó thay đổi cái số mệnh mình mau lắm quý vị ơi mau lắm cũng như đó, câu chuyện của tiên sinh liễu phàm tứ quấn thế không khổng tiên sinh đó, coi cho ngài sống năm 52 năm hai tuổi gì đó là ngài chết rồi làm quan mà quan thấp lắm số mệnh không có con Khổng tiên sinh là coi rõ ràng hết Và Ngài kiểm nghiệm Mười mấy hai chục năm Y như lời coi của khổng tiên sinh Sau này Tiên sinh liễu phàm Buông xuôi theo số mệnh Không có quan tâm gì đến Cuộc sống xung quanh Sau này đủ duyên Thì gặp được văn cốc thiền sư Thì đàm đạo lúc đó văn cốc thiền sư Thấy vị này cũng là người có đạo đức nhưng mà bị cái lời coi của khổng tiên sinh buộc ràng mà không có lối thoát lúc đó thì ngài văn cốc tiền sư ngài nói rằng số mệnh từ trong tay ta quyết định ta đã từng gieo nhân ác thì chịu quả báo ác nếu như bây giờ ta gieo nhân thiện lại thì chuyển nghiệp sẽ gặp điều thiện lành dạy tiên sinh liễu phàm ngài văn cốc thiền sư ngài dạy ngài liễu phàm nghe lời và bắt đầu vào chỗ nào thì bắt đầu vào chỗ ăn chay niệm phật biết thương người khó khăn biết phóng sanh chỉ có nhiêu thôi quý vị vậy đó mà cuộc đời của ngài liễu phàm thay đổi hết luôn trong số mệnh không có con sau này ngài có con trai làm quan thấp sau này ngài làm quan rất là cao tuổi thọ của ngài kéo dài thêm hơn hai chục năm nữa tuổi thọ sống tới năm mươi ba tuổi chết ngài sống tới bảy mươi mấy tuổi ngài mới chết có con trai nói giỏi tông đường sau này con trai có vợ sanh được bảy đứa cháu trai gia đạo hưng thịnh nên tiên sinh liễu phàm đã viết ra một quyển sách liễu phàm tứ quân kể rõ về sự tình của ngài quyển sách này rất là nổi tiếng khắp nơi trên thế giới đều có phổ biến rõ ràng là mỗi một người chúng ta có thể chuyển được số mệnh cũng như cuộc đời những đức sinh trong một gia đình nghèo nàn ít học Mà lại là một thanh niên hư hỏng Tố chất không đặc biệt Không thể nào dám sánh với người đi trước được Như vậy mà những đức gặp pháp môn tịnh độ Và những đức phát tâm đi tu Mười năm nay niệm một câu Phật hiệu Và ăn chay và phóng sanh Biết bố thí cúng dường như vậy đó quý vị Mà chỉ có mấy năm thôi là thay đổi liền Và bây giờ Mình có thể nuôi được Năm sáu trăm người Mình thấy rằng Đây là nhờ cái phước của Phật Nhờ cái phương pháp của Phật vậy Tổ tổ Tiên truyền Cao tăng đại đức chỉ dạy tiếp nói Ta đủ duyên học theo Và làm theo thôi Có lợi ích lớn liền Chứ không phải là mình nói hay ho gì chứ rồi gặp thiên thờ Địa lỡ nhân hòa Đi đến đây Đại lão hòa thượng Ngài xây chùa sẵn hết Ngài tạo cho mình điều kiện Để mà mình phục vụ chúng sanh Để tu được cái phước duyên Rồi đại chúng thì Hòa thượng thương yêu cùng nhau tu học Nên những đức nói rằng Thiên thờ địa lợi nhân hòa là như vậy Hòa thượng ngày lớn tuổi Lâu lâu ngày đến Ngài dạy dỗ mình để dằn cái tâm tuổi trẻ mình xuống một chút có những người nói rằng ủa lúc này sao mà thấy cái điệu niệm phật của thầy không còn bắt ngoài trước mà thấy cái điệu niệm phật của đại lão hòa thượng quý vị phải nhớ đại lão hòa thượng ngài bật cái điệu niệm phật để ngay cổng là có ý nghĩa rất sâu sắc muốn nhắc nhở chúng ta quý vị đi đến chùa hay tất cả những người ở trong chùa đang sống Trước sau phải biết cho rõ ràng Như một cái nhân gieo thiện gặp quả báo thiện Trước nhất phải có cái nhân mới có cái quả Chúng ta ăn một cái trái táo hoặc một trái chuối Chúng ta phải biết cái người trồng Cái trái chuối, trái táo đó Chúng ta ở trong một ngôi chùa Chúng ta phải nghĩ cái người xây chùa Chúng ta đi đến chùa chúng ta tu Phật tử khắp nơi đi đến đây Quý vị được tá túc vào đây Tuy những đức hướng dẫn Nhưng nếu như mà không có ngôi chùa này Làm sao có nơi để chúng ta hành đạo tu hành Từ nơi đó quý vị đi đến đây để tu học Thì quý vị phải nghĩ đến Người đã xây ngôi chùa cực khổ là đại lão hòa thượng và tất cả các huynh đã đi trước đây là sự xác thực quý vị xác thực nên đại lão hòa thượng ngài để cái điệu niệm phật của ngài trước cổng khi quý vị bước vào cổng chùa vị phải nghe được cái tiếng niệm phật của hòa thượng và phải biết trước biết sau như vậy thì cuộc đời của người chúng ta không bị người ta hờn trách được quý vị và người như vậy mới có thể có đức hạnh Nên khi quý vị đi vào chùa cộng tu Những ngày lễ chúng ta thấy Đại Lão Hòa Thượng Ngài đã tu nhiều năm như vậy Chúng ta gặp Ngài, chúng ta đến đảnh lễ Ngài Phải nhớ cái câu kính Thầy mới được làm Thầy Kính Phật mới được làm Phật Những điều này tới những đức chưa làm được Nhưng những đức nêu lên Mọi người chúng ta cố gắng làm Những đức cũng là phàm tăng đó. Nhưng kẻ phàm tăng này Cũng biết một số câu Mà người xưa đã từng nói Những đức nói lại Chứ không phải là cái câu này của những đức Nhưng mà nếu quý vị thấy nó có lợi ích Thì mình Chân thật mình làm thì mình có lợi ích thôi Cũng như những đức đi học Phật Những đức làm được những gì Những bậc cao tăng đại đức dạy Những đức làm được chút nào là lợi ích chút nấy Còn những việc nào chưa làm được Thì nó chưa phát triển nên mình không có hẹp hòi Biết rằng là mình làm chưa được cái đó Nhưng mình biết cái đó là tốt đó Mình nêu lên coi người ta ai làm được thì làm Còn sống với cuộc đời này Nếu chờ tu mà Chứng quả rồi mới thiết pháp thì chắc là Phật Pháp thế gian này Đoạn tiệt quý vị Đoạn tuyệt. Bây giờ chúng ta tìm đâu ra người chứng quả Gặp tịnh độ này tu là Hiện tại niệm Phật là quyết chí có vật hiệu này niệm tổ sư nói rằng được giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không giảng sanh về thế giới cực lạc là người có tính nguyện phẩm vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay cạn về thế giới cực lạc gọi là chứng quả chỉ cần đầy đủ tính nguyện niệm phật hiện tại ở thế gian nhưng thật sự chứng quả pháp môn tịnh độ là đầy đủ tính nguyện niệm có vật hiệu đến cùng gọi là chứng quả về thế giới cực lạc là chứng quả Hiện tại có tính nguyện ti tí thăng ở cõi ta bà Nhưng tâm chúng ta đã ký gỡ ở thế giới cực lạc rồi Đây là những đức niêu lên đó, Để chúng ta cùng niệm Phật đó quý vị Nên cũng hiếm tìm một vị đại lão hòa thượng Ngài cũng học tập hiểu biết nhiều Ngài quý kính pháp môn tịnh độ này Biết pháp môn tịnh độ này là pháp đại thù thắng mà Đức Thế Tôn để là di chúc Nên xung quanh chùa Đại Lão Hòa Thượng bật niệm Phật Là Muốn nâng đỡ hàng hậu học Như những đức lên Vì sao? Vì những đức cũng thích bắt máy niệm Phật xung quanh chùa Mà Đại Lão Hòa Thượng tu bao nhiêu chục năm như vậy Hiểu biết rất là nhiều kinh giáo Ngài phiên dịch những quyển sách lớn Pháp quyển Châu Long Chuyện được quyển sách thiệt dày ngài khuyên dịch ra việt ngữ vậy mà hướng với tịnh độ ngài tin dùng mà ngài bật niệm phật từ cổng chùa tới ngay cái phòng phương trượng của ngài quý vị bước vào chùa là nghe đại lão hòa thượng niệm phật ngài đang nâng đỡ hàng hậu học những đức lên quý vị càng tin tưởng nếu người không hiểu nói rằng tại sao đại lão hòa thượng lại bật niệm phật như vậy không để điều niệm phật của thầy những đức Điệu niệm Phật những đức thì bình thường rồi Những đức mà tầm lum nơ Niệm Phật hết khắp nơ nơ Quý vị có cầm máy Nhưng quý vị bước đi đến chùa này nghe cái điều niệm Phật của Hòa Thượng Thì lòng tin quý vị càng cao Vì sao? Vì Đại Lão Hòa Thượng đã trải nghiệm Thời gian tu mấy chục năm cuộc đời Đến bây giờ 80 tuổi rồi Dẫn có tâm quyết tu Và niệm Phật hướng đến tịnh độ Vậy thì Pháp môn tịnh độ này Chúng ta khỏi cần nghi ngờ gì nữa cả Lòng tin quý vị kiên cố chắc chắn vì sao Vì một vị tu bao nhiêu chục năm như vậy Mà cũng hướng đến tịnh độ Ngài bắt niệm Phật ngay cổng chùa là quý vị biết rồi đó Và ngay cổng chùa Đại Lão Hòa Thượng Viết bốn chữ Trang nghiêm tịnh độ Bên Đại Tùng Lâm Phía sau ngay chăn chủ nhà bếp Cũng có một cái bảng trang nghiêm tịnh độ Một cái đường đi thẳng qua những ngôi chùa bên kia Có cái bảng để trang nghiêm tịnh độ có nghĩa là Đại Lão Hòa Thượng Ở nơi nào Ngài rất muốn Ở nơi đó Là có những người niệm Phật Nơi đó là tịnh độ nhân gian Nên Ngài đã từng nói một câu Rằng Ngài muốn ở bên Đại Tùng Lâm Trở thành trung tâm niệm Phật Đây là chính những đức nghe Đại Lão Hòa Thượng Ngài dạy đó Từ nơi đó mà những vị tu bao nhiêu chục năm như vậy Mà tán thán tịnh độ như vậy là quý vị yên tâm Quý vị đi đến chùa nghe tiếng niệm Phật của Đại Lão Hòa Thượng chúng ta cảm thấy tội nghiệp vì lớn tuổi rồi cái tiếng của ngài nghe âm đức đó từ nơi đó phải biết là mình đi đến đây tu học mình phải nhớ ơn và thượng xây chùa từ cái tâm cung kính biết ơn quý vị phải nhớ ăn tổ ngài nói một câu một phần thành kính là được một phần lợi ích mười phần thành kính là được mười phần lợi ích nếu như học phật không có tâm thành kính dù quý vị có gặp phật đi chăng nữa quý vị cũng không có kết quả vì không có tâm thành kính thì không học được gì hết phải nhớ đừng bao giờ đòi hỏi quá cao rằng là người này phải hành trì được đi tôi mới nghe ai ở thế gian này tu học mà hành trì được hoàn toàn hả quý vị chúng ta đừng có đòi hỏi cao quá đối với một sự việc gì đó chúng ta đừng bao giờ muốn nó phải là quá tròn vẹn chúng ta muốn nó quá tròn vẹn chúng ta rất dễ sanh phiền não quý vị sống ở cõi đời này cái tròn vẫn có cái khuyết cái khuyết vẫn có cái tròn Càng tu học Rồi thì chúng ta cố gắng tập mình nhẫn nhịn Nên hôm qua chúng ta học tập Cái quẻ khiêm Trong kinh dịch Nêu lên rằng Trong tất cả các cái quẻ Dù có tốt Cỡ nào đi chăng nữa vẫn có xấu Xấu cỡ nào đi chăng nữa vẫn có tốt Nhưng chỉ có đúng một quẻ khiêm Là Các tường như ý Tất cả việc đều là tốt từ khiêm Khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ Người tu đạo thành tụ Thì Phật nói từ chữ nhẫn Chữ nhẫn và chữ khiêm này là một nguyên lý Nhà nho thì nói chữ khiêm Nhà Phật thì nói là chữ nhẫn nếu như chúng ta học đạo mà không khiêm tốn hoặc là nhẫn nhịn Như vậy thì chắc chắn rằng cuộc đời chúng ta tu học không bao giờ thành tựu Đại lão và Thượng Hải Hiền đã kiên nhẫn niệm có vật hiệu 92 năm Và đã khiêm tốn hạ mình với tất cả mọi người Nên sự thành tựu của Đại lão Hòa Thượng Hải Hiền lớn qua Buổi học tập này vô cùng quan trọng quý vị Có nhiều tư tưởng đặc biệt Từ nơi đó mỗi một người chúng ta đến cái cõi đời này phải cố gắng Mừng lắm khi gặp được Phật Pháp có khi đại lão Hòa thượng ngày dạy những đức, những đức còn trẻ có khi những đức cũng thấy bực mình. Thầy khó quá, trong lòng không chịu, bực bội. Nhưng mà những đức được có một cái là những đức ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại Hòa thượng ngày thương mình, ngài mới dạy mình. Chứ nếu như ngài không nói gì mình hết trơn thì ngài đã bắt cần mình. Cũng như những đức mà không nói tới người đó nữa thì những đức không cần người đó nữa. Không cần đây không phải là bỏ rơi người đó. Mà là mình thấy mình không đủ duyên nói cho người ta nghe Thôi mình đừng có nói nữa Nói người ta sanh phiền não mất công Chứ đâu phải là mình ghét bỏ gì người ta Nên Đại Lão Hòa à, Thượng Ngài còn nhắc những đức Ngài còn dạy những đức là Ngài còn thương mình Những đức cũng là nằm cái dạng Cũng là khó dạy quý vị Muốn cái gì rồi cũng cái tâm kiên trì Ưa là nghĩ rằng điều nghĩ của mình là hoàn toàn đúng nên chấp chặt cứng lắm Thôi bây giờ mình hướng đến một câu vật hiệu Dù cỡ nào cũng quyết chí Nhưng quý vị phải nhớ Trong câu vật hiệu niệm có nhiều phương tiện Thí dụ như chúng ta gặp cảnh ngộ khó khăn gì Ngoại cảnh bên ngoài thì ná ná giống người ta Nhưng không làm ác Thí dụ như chuyện tụng kinh trì chú Thì cái chuyện này không có sai dù chúng ta chiên niệm một câu Phật hiệu Nhưng cái chuyện tụng kinh trì chú hay là Sám hối mỗi tháng Chúng ta cứ làm việc này khi đủ duyên không có sai Nhưng khi chính bản thân mình hành trì Thì câu Phật hiệu niệm đến cùng Có cái tâm quyết dẫn đạo như vậy Thì quý vị thành công Nhưng Đức nói rằng trong câu Phật hiệu Vô lượng trí tuệ vô lượng phương tiện nằm bên trong Mà cái quả giác Phật A Di Đà Tu Đã chắc chứa trong câu A Di Đà Phật Quý vị niệm câu Phật hiệu này Phải làm sao chính mình phát huy được cái tầm quan trọng đó vậy thì tu học nhất định là có kết quả lớn lắm phải nhớ thì phật tử khắp nơi phải nhớ tất cả những ngày lễ tất cả những ngày chủ nhật hay bất cứ một ngày nào quý vị đến chùa nghe tin đại lão hòa thượng đến chùa chúng ta phải đến đảnh lễ đây là cái lễ phép hòa thượng không cần như vậy đâu nhưng hòa thượng muốn giáo dục chúng ta phải là con người biết trước biết sau phải là con người có cái tâm cung kính tất cả đại chúng trong chùa phải nhớ nếu quý vị quý nhận đức Nghe tin Đại Lão Hòa à Thượng Lâu lâu đi về chùa chúng ta Tập trung người bằng áo tràng qua đảnh lễ Quý vị quý nhận đức Thì quý vị phải làm đúng như vậy đó Đó là Chỗ biết trước biết sau Người mà biết Tắt ngang như vậy thì người cũng không Thành công trên con đường tu học Phải biết trước biết sau Mà mình biết như vậy thì mình mới là người khéo léo học đạo với người hướng dẫn mà người ta không bị gầy la. còn nếu như không thì mình biết tắt ngang mình chỉ biết cái người hiện tại thôi mà mình không biết cái người nào là người chủ chốt. thí dụ như ở đây dù những đứa có giỏi cỡ nào cũng là nhờ cái đức của hòa thượng nào là bảo vệ cho mình nào là Đại Lão Hòa Thượng Ngài có cái công xây chùa rồi Cái duyên của Ngài là Ngài tạo điều kiện làm sao mình được hướng dẫn người tu Chứ nếu như không có Hòa Thượng Những đứa muốn làm gì làm cũng không được quý vị à Cái này phải là công nhận như vậy Nên mới nói là thiên thờ đi lợi nhân hòa Thí dụ như bây giờ thiên thờ Mà nó không có cái chỗ ở Là địa lợi con người nó không hòa làm sao bị làm? Ông chờ ở trên cao vô cùng Phải là kết hợp Nên người ta mới nói rằng Bà con xa không bằng láng giềng gần Đấy không? Nên chúng ta phải chú trọng cái thân cận bên nhau mà sống cho tốt Phép vua thua lệ làng Phải nhìn nhận Đừng bao giờ nhìn xa vờ mà quên cái gần gũi ví dụ như mình là người biết tu hành đi bố thí cúng dường khắp nơi nhưng mình coi có những người làm công cho mình họ làm sao những người khổ nghèo bên cạnh mình làm sao vậy thì cái tâm của mình biết trước biết sao Thấy không thì nhất định là quý vị sống ít bị nó nói lắm những điều này những đức nêu lên có cái đặc biệt của nó đó quý vị đọc sách xưa những đức nghe được chính những đức cũng chưa có hành trì được bấy nhiêu chứ cố gắng thôi nên quý vị cố gắng niệm có vật hiệu này những bài học tập á, đọc về công đoạn của đại lão và thượng Hải hiền hay lắm, rất là hay. Quý vị cố gắng nắm câu vật hiệu này niệm cho đến cùng. Nhớ phải niệm cho đến cuối cuộc đời của mình, cuối cùng là một câu vật hiệu. Mà niệm lên thì chắc chắn là đời này nếu nhiều người chúng ta cùng học tập như vậy mà cùng phát tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc được rồi đó quý vị. Dạ ai vị đạo Phật. Huyền à, đêm ma à, công à đức này hướng về không tất cả để tự và chung sanh đồng sanh về tình độ Phật A Di Đà Phật A à Di Đà Phật A 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 Di Đà Phật Nam mô 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 A Di Đà Phật A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật 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 nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.

vậy yeah.

gì yeah.